Khi ấy Chúa Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng. Sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, nhiều bạn trẻ đặt câu hỏi có lẽ chúng ta cũng từng gặp phải, thắc mắc: Thiên Chúa toàn năng, tuyệt đối, vô cùng, thì tại sao không dựng nên loài người hoàn hảo hơn, không yếu đuối, không phạm tội, không sa ngã, để cho đỡ khổ? Nếu mà Chúa dựng con người yếu đuối sa ngã thì nó vẫn có cái khuyết điểm gì đó. Thì chúng ta trả lời, thực sự Thiên Chúa dựng nên muôn loài đều tốt đẹp. Nhưng bởi vì tội lỗi đã gia nhập vào thế gian, Thánh Phaolô đã từng nói câu này trong thư Roma, nên mọi người đều phải chết. Có nghĩa là chính cái đau khổ tội lỗi của chúng ta đã làm cho chúng ta trở thành thế gian. Còn nếu mà chúng ta không đau khổ, không khóc lóc, không yếu đuối, thì chúng ta là người thiên thần trên thiên đàng mất rồi. Vì vậy Chúa dựng nên chúng ta là con người yếu đuối thì cũng là một ơn lớn lắm rồi. Nhưng đến nếu để ý câu hỏi này ấy, thì nó mang một cái gọi là cái tính kiêu ngạo giống con quỷ nó cám dỗ tổ tông chúng ta đó. Chắc Chúa, tại sao Chúa dựng con yếu đuối vậy? Sao Chúa không để cho con toàn năng như Chúa vậy? Đó, cho nên cái mầm kiêu ngạo trong mỗi con người chúng ta đôi khi bị vấp té đó, chúng ta hay trách Chúa ở chỗ đó. Sao Chúa để con đau khổ vậy? Sao Chúa không để cho con hưởng phúc thiên đàng luôn? Không thử thách gì nữa. Thưa anh chị em, vì thế mà điều thứ nhất chúng ta cần chia sẻ lời Chúa hôm nay: cuộc đời luôn có hai chiều, hai mặt, giữa tốt và xấu. Như dụ ngôn Chúa nói, vừa lúa vừa cỏ lùng. Chúa để như vậy cho tất cả mọi sự mọc lên, cho chúng ta thấy phải có sự thanh tẩy, phấn đấu. Thiên đàng không phải là một cái món quà tự dưng chúng ta chiếm được, mà là phải nỗ lực chiến đấu. Và ở đây chúng ta thấy, đôi khi chúng ta giữa cái tốt và xấu, có thể trong đầu chúng ta suy nghĩ ngay ai tốt ai xấu. Trong gia đình mình, trong giáo xứ mình, ai tốt ai xấu, mình nghĩ ngay trong đầu ngay. Nhưng chưa hẳn vậy đâu. Nhiều khi hành động của họ xấu, nhưng mà với tâm ý họ tốt. Ngược lại, nhiều khi hành động tốt lắm nhưng lại mang một ý đồ xấu. Cho nên cái hành động nó cũng chưa nói lên tất cả cuộc đời của mỗi người. Vì môi trường, vì thời cuộc, cho nên nó đẩy họ vào cái điều xấu. Chứ thực tâm mỗi người chúng ta ai cũng tốt. Vì vậy mà theo lương tâm thì chúng ta bao giờ cũng phải tự quyết định cho mình cái điều tốt. Thì gián tiếp chúng ta lên án cái điều xấu. Vì vậy mà khi chúng ta thấy điều xấu, ai cũng loại trừ, ai cũng muốn kết án. Nhưng mà khi vào thực tế thì chúng ta không dễ để giữ đúng luật luân lý đâu. Trên lý thuyết là như vậy, nhưng mà trong cuộc sống chúng ta thấy không dễ mà chọn xấu loại tốt. Nhiều khi giá trị đồng tiền, vì quyền lực, vì vị trí trong cuộc sống mà chúng ta sẵn sàng che đậy lương tâm. Vì vậy mà Chúa Giêsu hôm nay mới nói với cái người mà không phải là răn đe những người mà tội lỗi hay là cỏ lùng đâu,
mà Chúa lại răn đe cái người làm việc cho Chúa quá nhiệt thành, quá năng nổ, bởi vì họ muốn rằng chu diệt hết đi, cỏ hốt sạch đi để lúa thôi. Nhưng mà Chúa lại nói họ hãy nhẫn nại. Cho nên lời Chúa hôm nay không phải là Chúa, dĩ nhiên Chúa vẫn lên án điều xấu, nhưng mà cái lời nhắc nhở để cảnh tỉnh chúng ta lại là những người đạo đức. Chúng ta dễ kết án người khác trong đầu của mình, chúng ta dễ loại trừ nhau trong trái tim của mình. Vì vậy mà lời Chúa hôm nay dạy chúng ta điều thứ nhất, cần phải nhận ra điều xấu, điều tốt, nhưng phải nhẫn nại, phải chờ đợi. Bao lâu còn sống thì chúng ta cần phải dùng tự do đó để chúng ta sống cho đúng. Bởi vì sao? Ai gieo điều gì thì sẽ gặt điều đó. Đây là nhân quả. Gieo nhân thì sẽ gặt quả. Ví dụ anh chị em nhìn ra thế giới ngày nay, có nhiều điều chúng ta chẳng hiểu được đâu. Và có nhiều nỗi đau mà chúng ta chẳng lý giải được đâu. Ví dụ như đất nước Trung Quốc trong những ngày qua hơn 40 ngày mưa bão, lũ lụt, dân đói khổ. Cả thế giới quay lưng với Trung Quốc. Chẳng ai dám đưa tay để mà nâng đỡ. Chúng ta dám nói là Chúa phạt không? Đố ai dám nói đấy. Vậy thì họ không phải là con Chúa à? Đó cũng khó nói lắm chứ. Nhưng mà cái luật nhân quả nó có sẵn trong con người mỗi chúng ta. Gieo cái gì gặt cái đó. Còn lời Chúa hôm nay rằng hãy để lại giây phút cuối cùng. Nghĩa là tới ngày phán xét lúa ra lúa, cỏ ra cỏ. Và lúc đó hạ hồi phân giải. Vậy thì điều bài học chúng ta cần phải áp dụng cho mỗi bản thân, cần phải nhẫn nại với xã hội. Dĩ nhiên xã hội nào cũng có bất công, đế chế nào cũng có bất công. Nói thẳng, không có đế chế nào hoàn hảo cả, thời cuộc nào cũng vậy cả. Nhưng chúng ta cần phải nhìn ra lẽ sống của mỗi người và cần dùng lời Chúa để phân định. Vì vậy mà chính Chúa Thánh Thần sẽ là tiếng nói lương tâm mỗi người, như bài đọc 2 Thánh Phaolô nói trong thư Roma đó. Những lúc đau khổ, oan ức thì Chúa Thánh Thần sẽ cầu thay nguyện giúp. Ơn Chúa sẽ nâng đỡ chúng ta. Rồi khi chúng ta cảm thấy mình không biết phải phân chọn điều nào, thì chúng ta hãy sống theo sự công chính của lời Chúa. Như bài đọc 1, tiên tri Isa nói rằng, người công chính thì hãy sống nhân ái, còn kẻ tội lỗi thì hãy trở về sám hối. Như vậy, bao lâu còn sống thì mỗi người chúng ta đều phải trở về. Điều thứ hai, phải nhẫn nại với chính mỗi người trong gia đình của nhau. Chắc chắn anh chị em có 5-7 đứa con sẽ 5-7 đứa khác nhau. Đứa tài giỏi thì nó sẽ làm ăn được, tự nhiên nó tốt giọng to tiếng, bởi vì nó tốt tướng thì tốt tiếng. Còn cái đứa không làm ăn được thì mặc cảm. Cho nên giữa cái tiếng nói trong gia đình cũng làm cho người ta phân biệt với nhau. Anh ỉ, anh giàu, anh to mồm, mà thực sự đâu có ý như vậy. Nhưng mà cái cách nói, cái ngôn từ trong gia đình, nó tính tình khác nhau đó, làm cho chúng ta cảm thấy đau khổ. Vậy thì hãy nhẫn nại với nhau, để chúng ta lấy lời Chúa mà an ủi nhau. Đừng vì giá trị bên ngoài đó để rồi chúng ta loại trừ nhau, thì không phải là tin mừng của Chúa nữa. Rồi cần phải gieo, luôn luôn phải gieo điều tốt. Dù ai đó gieo điều xấu kệ họ, dù anh em chị em hàng xóm gieo điều xấu kệ họ, nhưng mình vẫn cứ phải gieo, gieo từ bé tới lớn, gieo cho tới chết, chứ không phải là gieo từ trẻ đâu, mà gieo tới khi là chúng ta còn sống. Còn gieo, gieo trong tư tưởng, suy nghĩ của mình tốt, gieo trong lời nói của mình, rồi gieo trong hành động, nó đều tác động cho con cháu chúng ta hết. Có một bố trẻ thôi, vô tòa xưng tội, thưa cha, xưng tội xong rồi có một nỗi băn khoăn, thưa cha, con có một thằng con mới có 3 tuổi mà nó chỉ tục lắm cha. Thì tôi hỏi, thế anh có chỉ tục không? Mà thỉnh thoảng con chỉ tục. Đấy, nó học ở anh, học ở bố đấy. Chứ tự dưng nó, đứa con nó chửi được. Đó, nhiều khi người bố, người mẹ gieo chúng ta, gieo trong đứa con của mình mà mình không ý thức được điều đó. Cho nên mình cứ gieo điều tốt thì tự nhiên cỏ nó sẽ bị lấn đi. Còn chúng ta cứ dồn vào cỏ, để ý vào cỏ mà không chịu gieo điều tốt vào, thì nhổ cỏ cuối vườn đến đầu vườn thì cỏ lại tiếp tục mọc.
Cho nên dân gian mới chỉ một cách thế này: thay vì nhổ cỏ thì trồng cây ăn trái. Đừng để đất không, hãy trồng cây ăn trái. Đó là những giờ giáo lý, những giờ đọc kinh, những giờ cầu nguyện. Đó là những giờ chúng ta trồng cây ăn trái. Khi cây nó lớn lên tỏa bóng mát thì cỏ đâu có mọc được. Vì thế mà chúng ta tác động nhiều bởi giá trị trần gian này, nó chi phối trong gia đình mình, giờ giấc, công ăn việc làm. Vì thế mà con cái ngày nay, bố mẹ cần phải đầu tư cho nó. Có người hỏi tôi: cha ơi, con của con học ở trường đã mệt rồi, giờ Chủ nhật nó nghỉ ngơi để cha lại cứ kêu gọi đi học giáo lý. Nhiều anh chị giáo lý viên mà thưa chán học được có mấy tuần nó lại bỏ, bởi vì bố mẹ nó không cho nó đi. Đấy, nhiều khi bố mẹ không phân định được điều tốt, điều xấu, thế nó mệt quá, thôi nghỉ đi con. Chính bố mẹ lại không tạo điều kiện thúc đẩy cho nó học giáo lý. Thì anh chị thử nghĩ xem, học kiến thức rồi cũng hết, học lời Chúa thì sự sống đời đời, giá trị nào hơn? Cho nên nếu chúng ta biết phân định thì chúng ta thấy rằng mình cần phải chọn lựa giống tốt lời Chúa. Dĩ nhiên cha xứ cũng phải áp dụng tháng hè như thế nào đó, những công việc mục vụ cho thích hợp với tuổi trẻ. Chẳng xứ nào mà học cả tuần đâu. Nhưng mà có điều rằng chúng ta là cha là mẹ luôn phải gieo. Và điểm cuối cùng, mùa gặt không phải chờ tới ngày cuối cùng mới phân giải điều này, mà chính cuộc sống chúng ta có bình an hay không, hoa trái chúng ta làm được hay không, chính bàn tay chúng ta lãnh nhận, chúng ta làm thì chúng ta hưởng. Và điều này đó là Thánh Thần sẽ sinh lại hoa trái cho mỗi người. Vì vậy mà chúng ta hãy cố gắng nhẫn nại với nhau, với chính bản thân của mình, với những yếu đuối đam mê của mình. Nói thật, đam mê yếu đuối nó đi liền với cuộc đời. Dù tu hay không tu, nó vẫn đi gắn vào bản thân mình. Các sơ thích nghe nhạc không? Ngày nay đang nhạc bolero thịnh lắm. Đức nào xin bề trên cho nên nghe nhạc bolero. Cho nên âm hưởng, giai điệu, tất cả cái đó là nghệ thuật Chúa ban đấy. Nhưng mà có những điều nó làm chúng ta vẫn phải sống với niềm vui tự nhiên, như Thánh Francisco đấy. Làm sao đó để chúng ta không phải là tách thế gian để sống với Chúa, nhưng Chúa lại để chúng ta sống giữa thế gian. Cho nên Chúa để chúng ta sống giữa cỏ lùng là vậy. Đôi khi chúng ta cần phải biết Chúa đặt để như vậy để làm gì. Nếu chúng ta hiểu được thì chúng ta sẽ biết ghi nhớ và suy niệm trong lòng những điều mà Chúa dạy chúng ta chưa biết được, thì hãy bắt chước Đức Mẹ. Có nhiều điều mẹ không hiểu hết, nhưng mẹ Maria luôn ghi nhớ và suy niệm trong lòng. Chớ gì chúng ta bắt chước mẹ, luôn lắng nghe lời Chúa và suy niệm trong lòng, thì chúng ta sẽ có những lời lý giải mà Thánh Thần sẽ hướng dẫn chúng ta. Amen.